Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì anh em đã quá là quen thuộc với những dòng mạch của đẩy sử dụng, đó là mạch class AB thế hệ cũ anh em nhé. Tại vì sao em lại nói thế hệ cũ? Bởi vì bên em có sử dụng đó là cục đẩy lưới PL2.6 anh em đang nghe. Sử dụng đó là mạch class AB thế hệ mới. Chất âm của nó hay hơn rất nhiều so với dòng mạch class AB thế hệ cũ. Với các dòng mạch class AB thế hệ cũ, anh em có thể nghĩ tới đó là những dòng Yamaha P7000, rồi XP7000, rồi P8000, P9500, rồi những dòng mạch của CA9 nó sử dụng đó là mạch class AB thế hệ cũ em nhé. Nó sử dụng rất nhiều sò, đó là sử dụng 28 đến 32 sò Toshiba. 28 đến 32 sò Toshiba thì anh em có thể biết được với những dòng đấy rồi. Công suất của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6 đến 700W trên một kênh thôi. Và cái chất âm của nó anh em đã quá là quen thuộc rồi. Chất âm của nó tối tiếng. Nó đánh tiếng bass thì nó sẽ tối tiếng, thì nó sẽ lợi được tiếng bass hơn so với những tiếng check anh em nhé. Lợi tiếng bass hơn. Nhưng tiếng khi anh em hát karaoke, khi anh em ghép thiết bị vào thì tiếng nó rất là tối và rất là khó để căn chỉnh. Và nhu cầu của anh em muốn hát đó là tiếng mic phải thanh tiếng, phải bay tiếng mới hay, đúng không ạ? Thì với là cục đẩy tiếng tối rồi, anh em chỉnh để thanh lên, bay lên thì nó rất là khó. Thì với cái dòng mạch class AB thế hệ mới thì nó đã khắc phục được cái nhược điểm của mạch class AB thế hệ cũ anh em nhé. Nhược điểm của class AB thế hệ cũ đó là khi anh em sử dụng thì tiếng bass nó rất là tối và lên được tiếng check nó rất là khó. Anh em căn chỉnh để cho tiếng mic thay thanh, tiếng mic bay thì rất là khó luôn anh em nhé. Rất là khó. Thì với dòng mạch class AB thế hệ mới này, đó là cái cục đẩy lưới PL2.6 này, thì nó đã khắc phục được rất rất nhiều các đặc điểm của các cái dòng mạch class AB thế hệ cũ. Là tiếng nó đã hay hơn, tiếng sáng tiếng hơn anh em nhé. Sáng tiếng hơn, hay hơn rồi. Và một điều đặc biệt, nó rất là nhẹ và nó không sử dụng đó là nhiều sò, nhiều tụ như trước nữa. Với con này 600W thì nó rơi vào tầm như của Yamaha P7000, nó rơi vào tầm khoảng 600W. Thì như con P7000 thì nó sử dụng đến 28 đến 32 sò Toshiba. Nhưng con này chỉ sử dụng đó là 16 sò thôi anh em nhé. 16 sò luôn và cũng chạy mạch, đó là mạch class AB thế hệ mới luôn. Thì cái chất âm của nó rất là hay rồi. Em có test trên kênh rất nhiều rồi. Cái nội thất của nó thì em cũng mở cho anh em xem để đánh giá rồi. Đấy. Cái chất lượng chất âm của nó thì ổn định, ổn áp hơn các dòng của mạch class AB thế hệ cũng rất nhiều rồi anh em nhé. Em có thể cho anh em nghe qua các cái chất âm của nó khi em sử dụng các bản nhạc vàng Bolero, rồi những bản nhạc remix để cho anh em cùng nghe. Khắc phục được thì nó sẽ cho ra cái chất âm tiếng bass vừa lực và tiếng của nó cũng rất là sáng anh em nhé. Đấy, vừa sáng lại vừa lực. Đấy. Ở đây thì em chơi với lại một cặp bass 30 thôi anh em nhé. Một cặp bass 30 V12. Đấy, một cặp V12. Và đây là anh em đang nghe những bản nhạc trực tiếp trên YouTube xuống. Tiếng anh em có thể nghe thấy sáng và sạch sẽ không ạ? Đấy. Tiếng bass của đánh rất là lực anh em nhé. Tiếng bass đánh cũng khá là lực. Và tiếng chắc rất là sáng tiếng. Và chuyển sang một chút remix đi anh em. Như anh em cũng đã biết, đó là những dọc mạch class AB thế hệ cũ ấy. Rất là khỏe. 600W em sẽ phải hạn chế vôn lại để cho anh em cùng nghe. Hạn chế vôn lại một chút anh em nhé. Để anh em cùng nghe được cái tiếng bass của nó đây. Tiếng bass của nó đánh ra tiếng bass anh em nhá. Anh em có thể nghe tiếng bass của nó đánh. Rất là chắc tiếng anh em nhá. Rất là chắc tiếng. Thử cho anh em trên hai nền nhạc, đó là nền nhạc Bolero và nền nhạc remix anh em nhá. Để anh em cùng nghe cái chất âm của nó. Lực, tiếng rất là chắc gọn anh em nhá. Tiếng bass rất là chắc luôn đấy. Rất là ổn áp. Và mạch class AB này như anh em cũng có thể nghe thấy, tiếng bass lực và tiếng check cũng rất là sáng. So với những dòng mạch cũ, đó là mạch class AB thế hệ cũ ấy, thì tiếng nó không được sạch sẽ. Nó không được sạch sẽ và tiếng nó rất là đục tiếng.
Thì với mạch mới này nó đã cải thiện chất âm cho anh em rất nhiều rồi. Và những dòng mạch Crush AB thế hệ cũ thì hầu như anh em không sử dụng nữa. Và nó chỉ sử dụng cho các mạch để sử dụng đánh súp thôi. Đấy, sử dụng đánh súp thôi anh em nhé. Và súp bây giờ hiện tại nó cũng sử dụng đó là sò tô thôi. Nhưng mạch của nó cũng sử dụng đó là mạch Crush H rồi, chứ nó không sử dụng mạch Crush AB thế hệ cũ nữa. Đấy, Crush AB thế hệ cũ ấy thì tiếng nó rất là tối và cái độ tiêu hao công suất của nó rất là cao. Nên là cái công suất chuẩn của nó đạt được rất là khó. Nhưng với dòng mạch Crush H lên ấy thì cái độ tiêu hao công suất của nó thấp hơn và công suất của nó chuẩn hơn anh em nhé, đánh lâu dài nó ổn áp hơn. Nên bây giờ hiện tại anh em không sử dụng đó là mạch Crush AB thế hệ cũ nữa, mà anh em chuyển sang các dòng mạch Crush AB thế hệ mới và dòng mạch Crush H rồi. Đấy, đây là tối thiểu anh em phải sử dụng mạch những dòng mạch như vậy để anh em chơi. Và đa số bây giờ anh em sử dụng mạch Crush H và sử dụng mạch Crush AB thế hệ mới để anh em chơi. Đấy, tiếng rất là ổn áp và rất là ok, tiếng sáng sạch sẽ. Đấy, một trong số nhược điểm của các dòng mạch Crush AB thế hệ cũ mà không có được anh em nhé. Thì với cục đẩy lưới XPL 2.6, mạch Crush AB thế hệ mới rất là đáng chơi cho anh em. Trong phòng karaoke gia đình, rồi phòng chung cư nhỏ, rất là nhỏ gọn, với các cái size của nó rất là ngắn, 27-28cm chiều sâu thôi. Một cục đẩy rất là ổn áp và rất là ok để anh em có thể sử dụng. Thì 4,5 triệu là em bao ship và giá rất tốt từ tất cả anh em rồi. 600W chơi một cặp 30, một cặp 25 đánh bao căng cho anh em. Đấy thì rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số điện bên dưới anh em nhé. Xem video thì nhớ like, đăng ký kênh và anh em cùng nghe cái chất âm và em đã phân tích cho anh em rồi các cái nhược điểm, các ưu điểm của mạch Crush AB rồi để anh em có thể lựa chọn. Và khuyên anh em nên tối thiểu anh em sử dụng nó là mạch Crush AB thế hệ mới, chứ dòng mạch Crush AB thế hệ cũ anh em hầu như không sử dụng nữa rồi. Đấy. Rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau anh em nhé.